rồi là 56 nha. Mẹ đã sanh non xong việc ruộng nương chờ ngày gặt hay, thương anh nắng mưa dầu dãi nên ngày đêm em thầm gian dãi cho nắng đẹp mưa. Chị nào vô chỉ gì ạ? Một khuôn rồi đó. Vô không? Mới gặt ngay đó mà đã tới mùa gió chưa? Tôi u kêu như kêu kẻ phòng không, bởi duyên tội mình số kiếp long đông. Thôi yeah.
Một mình ngồi lặng lẽ, hô mắt cũng buồn như cá
người xa người nâng nhạc cũng bơ vơ, tay đưa máu chân chiếc đàn lâm viên. Đôi bốn năm xưa dìu nhau trên ngõ vắng, nay giữa thành ra sao chỉ có một người. Anh đợi chờ gì qua mấy vận tàn khốc, khi người ấy không trở về đây nữa. Thành ra là...